Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Văn Toản hóa tội đồ trước Oman, mở ra cơ hội cực lớn để Philip Nguyễn đầu quân cho đội tuyển Việt Nam. Với việc Văn Lâm và Bùi Tấn Trường cùng dính chấn thương, tài năng trẻ Nguyễn Văn Toản còn nhiều thiếu sót. Các chuyên gia nhận định rằng rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo thay đổi suy nghĩ, trao cho thủ môn Philip Nguyễn cơ hội được thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman đêm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Văn Toản, Tấn Tài, Đức Huy, Công Phượng lần đầu tiên đá chính tại vòng loại World Cup 2022 thay cho Tấn Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Đức. Được biết lý do chính dẫn đến sự xáo trộn này, việc các cầu thủ của chúng ta gặp những vấn đề nhất định, không đủ thể lực ra sân. 4 sự thay đổi người của thầy Park giúp Việt Nam có 45 phút đầu tiên chơi không hề lép vế trước chủ nhà Oman. Đáng chú ý nhất, việc Văn Toản bắt chính thay cho đàn anh Tấn Trường. Đây là lần đầu tiên thủ môn trẻ sinh năm 99 ra mắt màu áo tuyển quốc gia. Lại ở một đấu trường khắc nghiệt như vòng loại World Cup 2022, sự thiếu kinh nghiệm của Văn Toản bị bộc lộ một cách khá rõ ràng trước những cầu thủ có thừa độ tinh quái bên phía đội chủ nhà. Cần nhấn mạnh chiến thuật dàn xếp đá phạt góc của Oman là không hề phạm luật. Tuy nhiên, việc bố trí nhiều cầu thủ gây cản trở cho thủ môn đội bạn rõ ràng không được đánh giá cao về độ fair play. Từ một tình huống như trên, tuyển Việt Nam bị đối phương vươn lên dẫn trước 2-1 và gặp vô vàn khó khăn từ những quyết định có phần khó hiểu của trọng tài chính Mohamed. Tình huống Văn Toản mắc lỗi khiến Việt Nam nhận bàn thua. Dù vậy, cũng khó có thể trách Văn Toản bởi kinh nghiệm thi đấu cho tuyển quốc gia của thủ thành sinh năm 99 trước trận đấu này vẫn là con số 0. Trong bối cảnh Văn Lâm chấn thương dài hạn, Tấn Trường cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe. Hai thủ thành Văn Hoàng, Nguyên Mạnh chưa có niềm tin từ thầy Park. Khung thành từ Việt Nam đang trong tình trạng thừa lượng nhưng thiếu chất. Theo nhận định từ một vài chuyên gia, đây là thời điểm thích hợp để Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trao cơ hội cho cái tên được người hâm mộ mong chờ từ lâu, thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn. Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam Cộng hòa Séc từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được trở về quê hương cạnh tranh sòng phẳng với Văn Lâm. Đẳng cấp của Philip Nguyễn là điều không cần bàn cãi. Với kinh nghiệm nhiều năm bắt chính ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc, thủ thành 28 tuổi thậm chí được đánh giá cao hơn cả Đặng Văn Lâm, người gác đền được cho là có chuyên môn tốt nhất Việt Nam thời điểm này. Philip Nguyễn cũng có không ít lần bày tỏ nguyện vọng cống hiến cho màu áo tuyển Việt Nam nhưng cũng chưa thể thành hiện thực. Trở ngại lớn nhất Philip Nguyễn đang gặp phải là việc hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam. Đây hoàn toàn không phải vấn đề quá nan giải với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Chỉ cần thầy Park ưng ý, mọi giấy tờ liên quan có thể hoàn thành trong thời gian không quá dài. Tất nhiên với điều kiện Philip Nguyễn chứng minh được bản thân đủ khát khao thi đấu cho Việt Nam. Thầy Park được cho là chưa nhìn thấy đủ khát khao cống hiến cho Việt Nam ở Philip Nguyễn. Giải pháp được các chuyên gia đề cập tới là tận dụng thời gian quãng nghỉ đông, Philip Nguyễn có thể trở về Việt Nam để được cấp thẻ thường trú. Điều kiện tiên quyết trong hồ sơ nhập tịch. Khi đã hoàn tất hồ sơ, VFF với mối quan hệ của mình giúp Philip có được quốc tịch Việt Nam một cách nhanh nhất. Một khi trở thành công dân Việt Nam hợp pháp, cơ hội để ngôi sao đẳng cấp châu Âu tỏa sáng cho máu tuyển quốc gia chỉ còn vấn đề thời gian. Các chuyên gia cũng cho rằng kế hoạch nói trên chỉ mang tính lý thuyết. Thực chất để Philip Nguyễn được ra sân thi đấu cho Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề ngoài chuyên môn cần giải quyết. Tuy nhiên chỉ cần những người trong cuộc thực sự quyết tâm, mọi chuyện có thể thu xếp một cách ổn thỏa. Tin tiếp theo, báo Hàn, Việt Nam lại thua, ghế của huấn luyện viên Park lung lay dữ dội. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc đội tuyển Việt Nam thua quá nhiều khiến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông Park đang bị lung lay. Lượt trận thứ tư vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Oman. Và trọng tài và những sai lầm cá nhân buộc đoàn quân của thầy Park chấp nhận chịu thua 1-3. Thất bại thứ tư liên tiếp khiến Việt Nam chìm sâu cuối bảng B khi chưa giành bất kỳ điểm số nào. Cơ hội để Việt Nam tiến xa gần như bằng không. Mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò ông Park giành được điểm ở những trận còn lại. Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đặt bất cứ chỉ tiêu nào cho huấn luyện viên Park và cộng sự ở vòng loại 3, tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc thua quá nhiều khiến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông Park bị lung lay. Cây viết Lee In-won của tờ Osen viết, tuyển Việt Nam lại thua và rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Xuất hiện nhiều luồng thông tin lo ngại chiếc ghế của huấn luyện viên Park bị lung lay dữ dội. Một ví dụ điển hình, việc bầu hiển của câu lạc bộ Hà Nội đã chỉ trích thẳng mặt huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông ấy không linh hoạt về chiến thuật vì sự bảo thủ. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với Oman, thầy Park nói:
Đây là lần đầu tiên chúng tôi lọt vào vòng loại 3. Bản thân tôi và người hâm mộ Việt Nam đều mong mỏi, nhưng phải nói thật chúng tôi cần thêm thời gian để cải thiện. Các cầu thủ đã rất cố gắng nhưng không khí sau trận cũng khá trầm lắng. Tôi động viên họ rằng không ai vào trận muốn thua cả. Chúng ta còn nhiều trận đấu phía trước, sắp tới là Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Hợp đồng của huấn luyện viên Park với Liên đoàn bóng đá Việt Nam thời hạn đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Với thành tích đạt được trong 4 năm qua, VFF chắc chắn không bao giờ sa thải nhà cầm quân người Hàn. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ông Park không tiếp tục gia hạn. Tin tiếp theo, tuyển Việt Nam yếu trong tranh chấp tay đôi. Trong bài phỏng vấn với Zing, ông John Berry, từng là trợ lý ở tuyển quốc gia Oman, nhận định tuyển Việt Nam nhận nhiều bài học cần thiết sau các thất bại ở vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuyển Oman không trội hơn Việt Nam. Với tư cách chuyên gia bóng đá nhiều năm làm việc ở Oman, ông Burris cho rằng về mặt kỹ năng chơi bóng, các cầu thủ ở quốc gia này không vượt trội quá nhiều so với Việt Nam. Bóng đá không chỉ là câu chuyện những pha xử lý bóng trong chân. Cựu thủ môn có hơn 3 thập niên thi đấu tại bóng đá Anh chia sẻ với Zing. Bạn phải chiến đấu và chiến thắng trong từng pha tranh chấp. Cựu cầu thủ Man City nói tiếp, tuyển Việt Nam không quá xuất sắc hơn Việt Nam về mặt kỹ năng hay lối chơi, nhưng họ thi đấu dũng mãnh, khao khát và tràn đầy thể lực hơn. Ở trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam trước Oman tối ngày 12 tháng 10 theo giờ Hà Nội, học trò của thầy Park gặp vất vả trước lối chơi đầy tốc độ và đậm dấu ấn thể lực của đội chủ nhà. Cựu trợ lý của tuyển quốc gia Oman khẳng định chỉ cần nhìn vào những tình huống bóng bật ra sau các pha tranh chấp, hay còn gọi là bóng hai, mọi chuyên gia bóng đá trên thế giới thấy được nhược điểm của Việt Nam. Hãy nhìn cách Oman chiến thắng trong hầu hết pha bóng hai. Ông Burris phân tích, trong bóng đá đỉnh cao, một huấn luyện viên biết ngày tồi tệ với đội bóng của mình sẽ xuất hiện khi các học trò của ông ta thua trong các tình huống bóng hai. Trong bài bình luận trên Zing, huấn luyện viên người Anh Steve Darby thẳng thắn cho rằng Việt Nam quá kém trong việc giành lại bóng từ các tình huống bóng bật ra. Bàn gỡ một đều của Oman ở cuối hiệp 1 đến từ tình huống như vậy sau khi đội hình từ Việt Nam tỏ ra ngơ ngác. Tôi cho rằng vai trò của huấn luyện viên từ Việt Nam rất quan trọng trận này. Ông Bruce đánh giá về người đồng nghiệp Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam bị động và kém hơn so với đối thủ ở nhiều khía cạnh chiến thuật này. Các bạn thừa hiểu bóng đá là cuộc chiến trên sân cỏ. Huấn luyện viên phải là vị tướng đưa ra điều chỉnh khi đội bóng gặp khó. Ở trận gặp Oman, tuyển Việt Nam không có phương án ngăn chặn các tình huống dàn xếp đá phạt từ đối thủ. Thủ môn Văn Toản quá lúng túng mỗi khi bóng được rót vào vòng cấm. Từng có nhiều năm thi đấu ở giải vô địch quốc gia Anh, sau này là Premier League. Ông Bruce cho rằng việc Toản để thua trong quả phạt góc trước Oman là khó chấp nhận cho bóng đá đỉnh cao. Khi tôi còn thi đấu, nếu gặp tình huống cầu thủ đối phương gây khó dễ trong vòng cấm, tôi nói với các trung vệ phải để tôi xử lý mọi thứ. Bất kỳ đối thủ nào định chơi chiêu trong vòng cấm đều biết họ sẽ gặp phải đối thủ không hề dễ nhằn là tôi. Thông thường, các thủ môn được trọng tài ưu ái trong vòng cấm khi va chạm với đối phương. Đa phần các chuyên gia trọng tài và huấn luyện viên đều cho rằng nếu Toản sẵn sàng tranh chấp hay thậm chí ngã ra, trọng tài sẽ thổi phạt đội chủ nhà Oman. Thể hình thể lực là yếu tố tiên quyết. Từng đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu thủ môn Ali Al-Sabsi của Oman sang Premier League thi đấu, ông Burris khẳng định nếu muốn tiến xa ở đấu trường quốc tế, Việt Nam cần cải thiện thể lực, thể hình cầu thủ. Những bài tập trong phòng gym, cú va đập mạnh trên sân cỏ là điều cần để Việt Nam tránh những trận thua trước Oman. Ông Burris tiếp tục, ở mọi nơi trên thế giới, từ Argentina, Brazil, Premier League, châu Phi, bóng đá luôn là cuộc chiến về thể lực, thể hình. Bạn phải chiến thắng cho các pha tranh chấp tay đôi, hay ít ra không thua thiệt đối thủ mới có thể nói đến chuyện chơi bóng thực sự. Trong ngày để thua Oman, Việt Nam lép vế ở khía cạnh thể hình, thể lực. Lối chơi của đội bóng Tây Á khá đơn giản khi tận dụng tốc độ của hai cầu thủ ở hai biên, sau đó tạt bóng thật nhiều vào trong. Huấn luyện viên Darby cũng có chung quan điểm với ông Burris. Chiến lược gia người Anh cho rằng Oman chưa phải đội bóng ở top đầu châu Á nhưng gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam. Cả 3 bàn thắng mà Oman ghi vào lưới Việt Nam đến từ tình huống cố định. Ngoại trừ quả phạt đền sau khi Duy Mạnh phạm lỗi, cả 2 bàn thắng Oman đến từ quả tạt bổng vào vòng cấm của tuyển Việt Nam. Ông Burris nói rằng, các cầu thủ Việt Nam có kỹ năng phối hợp nhóm và họ chạm bóng khá tinh tế. Tuy nhiên bóng đá đỉnh cao đâu chỉ có vậy đâu. Bóng đá hiện đại là pressing, tranh chấp ăn thua trong từng pha bóng, từng cú tắc. Bạn phải giữ sự tập trung, giữ cái đầu ngẩng cao, mạnh mẽ hơn khi thi đấu, cựu thủ môn người Anh kết luận.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.